Rồi, kính chào quý bà con ha. Thì bữa nay có dịp quay lại vườn chỗ anh Nghĩa ha. Quay lại cũng một vài lần, nhưng mà bữa nay mới sớm sớm để ghi hình ha. Thì nói chung vườn anh Nghĩa thì bà con theo dõi kênh của mình thì cũng đã biết rồi đó ha. Bữa nay trái nó bay lớn gì nè. Nó đậu cũng tương đối là khá bà con ha. Cây nào đủ bông thì đậu đủ, còn cây nào thiếu bông thì đậu tất nhiên là chỗ nào gì cái vị trí nào không có bông thì đâu có đậu đâu. Thì như mình phân tích cây của anh vừa anh Nghĩa thì một số cây nó bị cháy lá, nó ngoài chảng quá nó cháy ha, do sổ nhị mà anh đây mũ mà nó không có mưa nắng lại gắt nữa, thành ra là nó bị cháy lá một số cây ngoài chảng ha, do thiếu nước anh đầy cũng đâu đó 20 hai mấy ngày đó. Rồi bữa nay trái thì bằng nắm đấm hết ha, nắm đấm cầm tay nhóc chân rồi à, cái này là cái số mà trái mà ảnh tiễn ha, còn cái này là số trái mà còn lại trên cây nè à. Đó bà con coi ha, ảnh chừa lại trái tệ nhất là 3 học ha, còn lại là trái cũng tròn đều tương đối đẹp ha. Rồi bữa nay mình xuống thấy có cái vấn đề ha. À, đọt đi bà con ơi, đọt đi quá, đi mạnh khá mạnh luôn, bên kia mình bay không được, đi qua đây đi đó. Bà con xem ha, đọt đi mạnh quá. Ảnh cũng hỏi mình là coi có diều đọt được không ha. Thì thật sự á, cái diều đọt nó cũng khó nói là bà con, tùy thời điểm thôi. Ví dụ giai đoạn này nè, mình tuyệt đối là mình không có diều đọt, mà mình bẻ đọt ha, mình bẻ đọt, cái đọt bằng cái chai bẻ đọt cộng với chai đen lợi 3 đó ha, cộng với thấm sâu lon chải, cây này đậu ít nha. Đó là mình bẻ đọt giai đoạn này. Giai đoạn này mà diều đọt là khả năng rụng rất cao, cũng có khả năng không rụng đó, nhưng mà khả năng đó thấp lắm bà con. Nhìn bộ lá mình gì đâu đáng để mình đánh đổi đâu, đúng không? Bộ lá này còn dư để nuôi trái mà, đâu có đáng để mà mình phải mạo hiểm mình diều đọt đâu. Đó, cho nên là cái giải pháp của mình là bẻ đọt nha. Bẻ đọt tức là mình xịt làm sao mà cho rụng cái lá non nha. Ví dụ như cái đọt nó ra, để mình kiếm cái đọt mình chỉ cho bà con xem ha. À, bà con nhìn ha, không biết ở trong máy quay nhìn thấy không ha, ở ngoài thì thấy nó khá là rõ. Dạ, anh đang dọn mương kìa. Bơi ghé. Dạ. À, cái này nhiêu ngày em quên rồi anh Nghĩa. Bữa nay mấy rồi? Không nhớ mùng mấy nữa. Vậy ha. Để mình chỉ cho bà con xem bẻ đọt là như thế nào ha. Bẻ đọt đây thì bà con Tây Nguyên thì cái khái niệm bẻ đọt, đốt đọt nó quen thuộc hơn bà con miền Tây. Tức là mình kẻ đọt đi như vậy thì chưa. Ví dụ ha, mình ví dụ như đi như gì. Ha, như gì nè. Là lá nó chưa mở, bà con muốn diều đọt là làm sao mở ra nó nhanh xanh dày dạ, đúng không? Nhưng mà giai đoạn mở đọt là giai đoạn rụng khủng khiếp nhất ha. Cho nên là mình không đợi nó tới mở đọt, mình sẽ phun cho nó rụng mấy cái lá này luôn nè. Đó, đó. Rụng mấy lá này ha. Đó, để nó không cạnh tranh dinh dưỡng và trái nó phải trở về cái giai đoạn an toàn là tầm khoảng năm mấy 60 ngày bắt đầu mình mới diều đọt ha. Cái đó là phương án của mình. Thì trái đây được một tháng, tháng 5-6 ngày gì đó. Thì trái nó bao lớn đây ha. Bây giờ bắt đầu nó đi đọt. Đi đọt thì bà con phải xử lý cái đọt nha. Cái này mình nhắc lại là không thể diều đọt được nha. Không thể diều đọt giai đoạn này được. Bộ lá gì cũng rất là đủ nuôi rồi. Không có
không có dạy gì để mà mạo hiểm hết trơn. Đây để mình lấy cái điện thoại mình phóng lên cho nó to lên cho bà con xem ha, tại do cái máy quay này nó không có phóng to được. Đây nè, bà con thấy là trên đọt nè, đó, nó đi lè, nó lè đều vậy trơn rồi đó, đỏ hết trơn luôn đó. Tương tự như bên đây nè, nó cũng đi đỏ hết trơn nè. Đó, giải pháp mình là phun cái bẻ đọt ha, phun xí trên đọt để cho nó gớt đọt xuống ha, để nó vượt qua cái giai đoạn này ha, giai đoạn ba mấy bốn mươi ngày nè. Đó, anh tiện chỉ còn trên cây chỉ còn những cái trái tròn đều đẹp thôi đó ha. Rồi ở trong trái thì mình sẽ cho phun cái complex amino ha, thành phần chính của nó là NPK sinh học cộng với amino và trung vi lượng ha, nó sẽ giúp cái trái mình đầy đủ dinh dưỡng để phát triển hơn. Bên cạnh đó mình sẽ cho cộng thêm bằng hữu cơ Thổ Kỳ ha, trái hữu cơ Thổ Kỳ. Thì những cái thành phần như vậy sẽ giúp cái trái mình phát triển một cách toàn diện. Đó. Rồi ở dưới thì do là đọt nó đang đi ha, cho nên mình chưa khoan vội ha, mình nung dinh dưỡng ha, mình để mình xử lý cái đọt xong đi rồi bắt đầu cây này ít trái ha. Cái này ít trái mà mình không nhớ là tiền sử nó là có nhiều bông hay ít bông nữa. Thế cứ như là có cây ít cây nhiều đi ha bà con. Bộ lá. Rồi bà con coi trái nè, mới lớn nè. Còn khá là nhiều ha. Cây này còn khoảng đâu đó khoảng 50 trái, 60 trái gì đó. Không mình không lượng ước được. Ha, trái còn khá là nhiều. Này khoảng nhiều trái anh nhỉ? Hả? Này còn khoảng nhiều trái anh có đếm thử không? Cái còn nhiều 30 rồi, 2 mấy rồi, 3 mấy, 5 mấy cũng có. Tùm lum chơi phải không? Cái này nhiễm qua tiệm bỏ đóng hả? Vậy hả? Tiệm bỏ hả? Luôn đó. Cái đó không rồi, không ấy là còn cái trăm ngoài nữa, không méo. Ừ. Cái số méo là đã tiễn bỏ đây ha. Bỏ chứ gốc đó, qua cây đó. Còn lại số nguyên. Cũng xưa được như dữ rồi. Ừ, nói chung là có ba học có, tròn đều có. Rồi giai đoạn này chưa có dội mình đi phân đâu ha. Tại dùng đất đây tốt quá, đi phân nó đẩy đọt nữa, chặn đọt mệt lắm. Tạm thời là vậy đi. Rồi sẽ có cái chặn đọt ổn đọt ổn thỏ xong rồi sẽ có cái biện pháp viên. Để thúc cái trái sau ha. Giờ lo cái đọt trước một cái. Như cây này nè. Cây này nó bị chảy lá nhiều. Nhưng mà trong trái đầu cũng khá là tốt ha. Rồi đi cây này nữa thôi. Cũng tối rồi. Rồi đếm thôi, nồi nhánh này không nhiêu trái nha. 2, 4, 6, 8, 10. Bỏ trái méo đó đi. 12, 14, 16, 18 trái. Nhánh này không, 18 trái. Bỏ trái méo đó luôn. À. Này năm đầu nha. Tháng 9 thì mới được là 4 năm. Rồi. Cảm ơn bà con. Nhiều ngày nữa mình mới ra cáo kẹp rồi. Dạ. Cỡ nhiều ngày nữa mình mới gãy cái phân được. Anh chặn cái đọt ổn cái đi rồi thì mình sẽ gãy 12 11 18 lần đầu. Hoặc anh tới cái xô. Đó cái nào cũng được. Tại cây này nó sung rồi thì giải pháp nào cũng ổn nó hết. Đối với cây si thì em sẽ cho tới xô nhiều. Còn cây sung thì gãy phân cũng được, gãy ít thôi. Gãy mồi nó thôi, lần đầu gãy khoảng 300 400g thôi. Không gãy nhiều. Rồi trước tiên là mình chặn cái đọt cái đã. À. Rồi. Rồi, cảm ơn quý bà con ha. Đây là vườn bên đối diện nha. Tính đi rồi mà qua đây cái thấy đẹp quá quay. Bà không quay vườn bển hả? Ừ, vô ăn bển thôi, tại bước sau nhà cái bước ra chị.
cái sẵn em quay luôn cho dễ. Bên đây là ít cháy hơn bên kia, do bên đây nó gặp hơn, nó ít bị nắng cháy rễ hơn. Thì như mình phân tích đó đi, cháy rễ thì có nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân cháy rễ đó là bị tổn thương rễ ha. Nắng nhiều quá cũng tổn thương rễ. Phải đầy, mà lúc đó có mưa thì nói chung nắng thì có lợi cho quá trình thụ phấn, nhưng mà nắng nhiều quá nó lại ảnh hưởng tới rễ. Cháy chị dở ra rồi. Dở phần nó chưa tan hết nữa. Dạ. Không là mưa làm như thế phần nó tan rồi. Dạ. Như thế nó hơi xanh lại thêm á. Nha, mình thấy cái lá nó xanh. Lá xanh. Mà sợ vụ đi đọt thôi. Trái trên kia đẹp quá anh chị. Bởi vì em khuyến cáo là cắt mấy nhánh dưới, tại vì ở dưới nó bị thiếu dinh dưỡng. Tiễn à, chị thấy còn ba học là để được rồi. Tại vì là đàn ông nhát hơn đàn bà nữa. Trời, cây này năm đầu để 40-50 là quá sức nó rồi. À, anh nói sao? À, còn mười mấy trái hay chục trái làm gì dữ vậy? Cây này bỏ hết sức luôn à. Cây gà không gà đó ha. Kệ thôi, để bông lại luôn đi. Nè, bông đều ghê gớm không? Này không có làm chân nha. Không có làm chân luôn, tự ra luôn. Tự ra luôn. Này à, cái này đợt đó tiết mạnh quá. Ra đều hết. Cây này trái ít ha. Cây này chắc khoảng ba mấy trái thôi. Này hôm đó quét cũng sao hơn nè, mà giờ nó thấy nó cũng xì xích rồi nha. Xì xích, nó rượt theo kịp rồi đó. Cây bên đây vàng, cây bên đây sung quá trời, sung mà. Nãy có mấy cây đầu bờ giảm về còn thấy cũng kẹo 60 trái luôn. À, nó giòn hơn. Dạ, mạnh vàng tiện mấy trái méo luôn đi chị ơi. Dạ. Bên đây nó còn hơi nhỏ hơn. Rồi. Thì giai đoạn này thì cho phun complex amino có NPK sinh học đó, chứ cái chung vi lượng với hữu cơ thổ kỳ. Cộng sâu rầy. Sâu chứ, cộng sâu chứ. Không có rầy. Nãy bên kia cháy. Bên kia cháy, cháy nhiều hơn bên đây. Sáng nó nắng thì tới chiều vẫn còn nắng luôn. Dạ, bên kia nắng nhiều. Cỡ 4 giờ 5 giờ trời còn thấy nắng luôn. Dạ. À. Em nhớ có một cây trống ở đây nó bị cháy nè chị. Hút rồi. Hút rồi hả? Hút rồi, cây cháy nó cũng nhiều cháy lắm. Cháy cũng đẹp đẹp không mà nó bị cháy. Dạ, cây này cũng cháy nè. Cháy lá nè. Cây kia trên mé đứng xuống một chút à. Nó qua cháy đẹp không à. Và cây của anh Nghĩa thì có đâu đó cũng có một, ví dụ như cũng đâu đó khoảng 5-7 cây là có một trái bị thúi trái nha. Hình như là cái mưa hổm gài nhiều quá hay sao chị, bị thúi trái giống như Tây Nguyên cũng thúi trái giai đoạn sớm này rất nhiều. Bây giờ miền Tây nó còn nhỏ mà nó nhỏ hơn ta, cái héo lại. Miền Tây thì đó giờ chỉ có giai đoạn khoảng chừng 70-80 ngày ha, trở lên mới thấy thúi trái, mà giờ trái bị lớn cũng thấy có thúi nè. Mưa nhiều quá. Mà số ít thôi. Một hai trái thôi. Mà nó cũng bé, cũng bụng rồi, thấy nó sức rồi. Dạ. Rồi, thôi.
chị thôi em quay tới đây thôi, mấy cây không ra bây giờ nó cũng ra cũng đỡ quá ha chị. Thôi cũng được, cũng bù trừ qua lại. Bây giờ lo cái đọt là cho xong là ok. Dạ, rồi ok.